Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Xuân Anh. Chị Xuân Anh ơi, tôi thấy là chiều tối ngày hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông gây ngập úng ở nhiều tuyến đường. Không biết là tình hình mưa gió của ngày hôm nay thì như thế nào ạ? Vâng, thưa chị Thủy Vân, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nhiều nơi khác của Nam Bộ ngày hôm nay dự báo là sẽ tiếp tục có mưa nhiều đấy ạ. Thưa quý vị khán giả, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng dự báo là sẽ có mưa vừa, mưa to và cục bộ lượng mưa có những nơi có thể vượt 50 mm. Mưa thì thường dồn dập trong khoảng 1 đến 2 tiếng, cho nên lượng mưa như vậy rất dễ gây ra ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp. Khi mà gặp đường ngập thì tốt nhất là quý vị nên đổi hướng để tránh những bẫy ẩn như là ổ gà, hố voi hay là những hố ga mất nắp. Nếu như buộc phải đi qua đường ngập thì hãy quan sát thật kỹ, mực nước ngập đến khoảng bô xe máy thì nên đứng để chờ nước rút cho đến khi mà thấy mực nước đủ an toàn để đi qua. Trong quá trình di chuyển phải giữ đều tay ga để không bị chết máy và nên chú ý là không nên đi song song với ô tô để tránh cái việc là sóng đánh ra từ ô tô. Và do có mưa cho nên là từ đầu giờ chiều ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất dự báo tại đây sẽ khoảng là 33 độ. Trong khi đó, ở thủ đô Hà Nội và ngày hôm nay thì số giờ nắng sẽ kéo dài hơn chục tiếng, khiến cho không khí liên tục khô hanh. Từ giờ cho đến tối mà mức ẩm chỉ khoảng từ 35 cho đến là 55%. Và ban ngày thì nhiệt độ sẽ dao động từ 30 đến khoảng 31 độ. Trong bóng râm thì chúng ta sẽ thấy khá mát, thế nhưng ra nắng thì lại cảm thấy rát da. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết mà tôi mới cập nhật tới quý vị.